các tầng lớp nhân dân của Hưng Yên đang rất kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ có nhiều đổi mới để đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển. Sau đây là những mong muốn, kỳ vọng của đại diện các tổ chức công đoàn, người lao động trước thềm đại hội. Cũng thay mặt cho đoàn viên và lực lượng công nhân viên chức lao động của trong các khu công nghiệp thì cũng kỳ vọng vào đại hội bầu ra các vị lãnh đạo mà sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, nhất là người lao động trong các khu công nghiệp, và quan tâm đến cái đời sống của gia đình họ, từ nhà trọ cho đến nhà gửi trẻ cho con của người lao động. Tôi có mong muốn là có những cái chính sách quyết đoán và những chiến lược tốt cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra thì sẽ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ công nhân viên, cũng như là thúc đẩy những cái chủ đầu tư trong nước và các khu công nghiệp. Tôi cũng hy vọng là sẽ chọn ra được những người có đầy đủ phẩm chất đạo đức, chính trị để đưa ra những quyết sách đúng đắn để đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa về mọi mặt. Hiện tại là các nhà trẻ đang còn thiếu, thì là mong muốn là có xây dựng những cơ sở vật chất kia cho để các cán bộ công nhân viên là gửi con để họ có thể là yên tâm để làm việc. Mong muốn lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm tới các cái doanh nghiệp họ sử dụng nhiều lao động nữ và có những kiến nghị với đảng và nhà nước có cái chính sách, ví dụ như là nâng cái thời gian làm tăng giờ cho các doanh nghiệp từ 300 lên 400 giờ. Một điểm nữa thì chúng tôi mong muốn Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu làm sao để tăng cái mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động